các chị. Đây em có hai mẫu này, em có mẫu này nhìn giống như là vỏ xoàn vậy đó chị ơi. Khối lượng của nó tầm khoảng 6 gram 7, tầm khoảng 6 gram 7, tầm khoảng 9 triệu 9 triệu rưỡi các chị. Vàng ý bên em là 750 nha các chị, khi mà mình chán mình đổi mình lỗ 15%, còn khi mà mình bán mình lỗ 25 thôi các chị. Này là mẫu nhẫn đá vuông nè, kiểu này đeo rất là sáng tay luôn nha, giá hiện tại tầm khoảng 12 triệu 500 nha các chị ơi. Những mẫu này đeo rất là sang luôn, bên em có thể chỉnh đi tay cho vừa được ạ. Cực kỳ đẹp luôn nha. Vàng ý bên em là 750 các chị, mẫu này giá tầm 16 triệu 100 ạ. Mình cứ ghé qua bên em nha, bên em có thể chỉnh đi tay cho vừa được các chị. Những mẫu này là những mẫu giả xoàn này đeo rất là sang luôn. Mẫu này em thấy cũng rất sáng nè, mà mình dễ đeo nữa, nhìn nam tính nè, khoảng vừa phải thôi, khối lượng tầm 12 triệu 700, cái giá tầm 12 triệu 700 nha. Đá bên em là đá cao cấp nên nó rất là sáng luôn á các chị. Đây, những mẫu này là những mẫu mới về ngày hôm nay luôn. Đá tắm như vậy đeo rất là sáng nha, mặt vuông nữa, đeo nhìn rất là nam tính luôn. Mẫu này thì giá hiện tại tầm khoảng 15 triệu 100 ạ. Rất là đẹp luôn nha, vàng ý 750 á các chị. Chế độ đổi bên em là khi mình đổi thì mình lỗ 15% thôi ạ, bán là mình lỗ 25. Cái này tính theo khối lượng là gam á các chị. Cái này cũng rất là đẹp nè, đơn giản nhưng mà đẹp lắm nha. Tầm 14 triệu 800 á các chị. 14 triệu 800 nha. Mẫu này thì cái hạt nó hơi cao lên một xíu, dành cho những anh mà thích đeo mà kiểu sang mà nổi bật hơn á. Cái mẫu này nè, đá vuông hai bên, giá hiện tại tầm khoảng 16 triệu 9. Mình nếu mà thích mặt vuông, mặt tròn chứ, mình tính lấy cái mặt tròn. Đây, mẫu này thì nó full đá tắm luôn nè các chị. Đá cao cấp nó rất là sáng nha. Mẫu này là 17 triệu 300 ạ. Nó rất là tinh xảo luôn các chị, đá nó cực sáng nha. Đây, những anh mà thích mặt đá tròn thì em có cái mẫu mẫu này, dành cho những anh tay hơi lớn nè, mà mình thích đeo dạng to to một xíu, có mẫu này lên rất là đẹp, full đá luôn, cực kỳ nổi bật luôn nha. Cái này đeo là rất là chiếu. Trong lúc bạn tính thì để em quay cho mình xem những cái mẫu mặt đá tròn khác nha. Cái mẫu này thì giá tầm khoảng 24 triệu đó các chị. Cái này nó to lắm nha các chị, to mà rất là chất lượng luôn, đá siêu sáng. Những mẫu này là đá cao cấp đó các chị ơi. Thích hộp tròn mà kiểu đơn giản hơn thì là có mẫu này, mặt tròn nhưng mà nó phối nhìn cũng rất là hay nha. Mẫu này thì tầm 9 triệu 2 thôi đó, em cũng quay cho mình tham khảo nha. Mẫu mặt vừa sát này cũng đẹp nè các chị, nếu mà thích đeo thương hiệu thì mình đeo những mẫu vừa sát này cũng đẹp đó. Ở đây thêm một mẫu nhẫn nam phối đá vuông ạ, rất là sang luôn nha. Giá hiện tại tầm 15 triệu 900 đó các chị. Các chị thích mẫu nào thì cứ inbox hoặc là chụp hình lại gửi cho bên em nha.